anh em game thủ nào đang nhắm mua cho mình một chiếc chuột chơi game thì chắc hẳn đều muốn mua một chiếc chuột cao cấp xịn sò đúng không? Tuy nhiên thì anh em sinh viên chắc cũng hiểu là nếu mà mua đến cái chuột đắt như vậy thì đến cuối tháng ăn gì bây giờ nhở? Thế nên anh em hãy thử cho chiếc chuột J95 đến từ A4 Tech này một cái trải nghiệm xem sao, nó sẽ rất là đáng đấy. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn unboxing chiếc chuột này ra nhá. Cái cảm giác mở chiếc chuột này thực sự rất là dễ dàng luôn mọi người ạ. Chỉ cần mở nó ra thôi và cảm giác như là kiểu như mở một cái trang bị hoặc là mở một cái hòm kho báu trong game vậy. Và đi cùng với nó thì chúng ta có nhân vật chính là một chiếc chuột này, một cái sticker ở bên trong nữa và một tờ như kiểu nhìn như tờ danh thiếp ấy. Thì tờ này giúp anh em chúng ta có thể nhập cái code để tải phần mềm để tùy chỉnh macro phím và tùy chỉnh đèn led trên này nhá. Đây phần sticker mà mình vừa nói đây, đúng là theo như tên của chiếc chuột này là Bloody J95. Đây nhìn trông máu me đáng sợ không? Nhưng mà khi gắn vào chiếc chuột thì rất là đáng yêu đấy. Cảm quan ban đầu khi mà mình cầm một chiếc chuột này thì mình thấy rằng là đây không phải là thiết kế công thái học nên nó chỉ phù hợp cho những bạn thuận tay phải mà thôi. Và ở trên này thì chúng ta có một chiếc chuột đế thì được làm bằng kim loại. Và phần hai cái phần rãnh này, cái phần lõm này thì nó được khoét khá là sâu. Thế nên là nó vẫn rất là vừa tay mình thôi, không có cái gì là khó khăn khi mà cầm nắm chuột cả. Tuy nhiên rằng là với cái phần đế kim loại như thế này thì nó khá là trơn, kể cả các bạn không cần đến phát chuột đi chăng nữa thì việc mà chúng ta điều chỉnh chuột để bắn game FPS hoặc là để chơi những cái tựa game thì nó rất là trơn tru mượt mà. Tuy nhiên là việc mà nó trơn tru quá ấy, thì mình nghĩ rằng là nó tạo ra một cái khuyết điểm là nó không được bám, nên là khi nào mà tung combo skill chẳng hạn thì nó rất là dễ bị trượt. Nên là các bạn vẫn nên sắm một chiếc pad chuột thì tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy một cái thiết kế hết sức là gaming đúng không? Với những cái đường cắt hầm hố ở hai bên này và màu đen của nó nữa thì mình thấy là rằng nó rất là hợp với anh em game thủ. Tiếp theo nữa thì chúng ta có dây dẫn bọc dù với cổng kết nối USB màu đỏ. Cái phần kết nối thì màu đỏ, phần nhựa bao bọc USB này thì nó rất là phù hợp với cái concept bloody, concept máu me của chiếc chuột này. Và phần đèn led như các bạn đã thấy thì nó được thể hiện ở hai bên phần hông của chiếc chuột này, tạo nên cảm giác rất là hài hòa. Và nó có đến 5 chế độ, cùng với đó là 16,5 triệu màu mà các bạn có thể tùy chỉnh nó trên cái phần mềm macro mà mình vừa mới nhắc tới. Mình nhìn thấy thì nó có khá nhiều nút bấm trên chiếc chuột này đây, nên là các bạn hãy cùng mình đếm xem nó có bao nhiêu nút bấm trên này nhá. Ngoài hai cái nút bấm trái phải thông thường thì chúng ta có một nút màu đỏ này, một nút cuộn chuột, 3 nút bấm ở phần bên thân chuột và 2 nút bấm ở bên hông, thì tổng cộng là 9 nút bấm lận. Và với cái sự phong phú trong cái nút bấm như này thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó trên cái phần mềm này, cái phần mềm mà đi cùng với chiếc chuột này ấy, để phù hợp với các thể loại chơi game mà anh em mong muốn. Như là các bạn có thể sử dụng 2 nút này để điều chỉnh DPI này, hoặc các bạn có thể sử dụng 2 nút bên này hoặc là 3 nút bên này nữa để sử dụng súng, để headshot này, hoặc là để nâng cấp skill các thứ để chơi game MMORPG. Nếu mà các anh em có để ý thì những nút này thực sự sẽ rất giúp ích rất nhiều cho các anh em đấy. Và để nói về cái phần độ phân giải của chiếc chuột này thì chiếc chuột có thể lên đến 5.000 DPI. Nhưng mà theo mình ấy thì để mà chơi game FPS mượt mà thì chúng ta cũng không cần sử dụng đến 5.000 DPI đâu. Và để tùy chỉnh thì chúng ta có 5 mức độ từ 1.000 cho đến 5.000. Và cái việc phong phú sự lựa chọn như vậy sẽ khiến chúng ta có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn tốc độ chuột sao cho phù hợp với chiều dài cũng như chiều rộng của màn hình các bạn nhất. Và cái nút đỏ trên này thì chúng ta có thể tùy chỉnh nó làm nút bắn rất là ok. Và cái mặt sau của chiếc chuột này thì chúng ta có bốn chân fit chuột này thì không được làm bằng chất liệu cao su như là những con chuột bình thường mà nó là kim loại luôn. Tuy nhiên rằng là đấy, mình vừa phân tích rồi thì kim loại nó có cái mặt ưu điểm cũng như là khuyết điểm của nó. Về cái phần mắt đọc này thì nó sử dụng công nghệ PixArt PMW3325, nó tạo nên cái sự nhanh nhẹn trong việc di chuyển cũng như là cơ động để anh em có thể thoải mái chơi game. Tiếp theo để nói về tuổi thọ của chiếc chuột này thì với một chiếc chuột trong tầm giá trung bình, thực ra là nó cũng khá là rẻ đấy, thì nó rất là lâu bền luôn anh em ạ. Với cái phần cuộn này thì chúng ta có thể cuộn lên đến 500.000 lần, và phần click chuột này thì có thể click lên đến 20 triệu lần. Và chúng ta có thể di chuyển chuột trong khoảng 300 km liền nữa các bạn ạ. Nên là với những cái thông số như thế này thì mình đảm bảo rằng là đây là một chiếc chuột vừa phù hợp với túi tiền của các bạn mà lại vừa tạo cảm giác rất là lâu bền chắc chắn nữa đấy.
Và chiếc chuột này thì được mô tả như là một vũ khí bí mật của anh em vậy. Và nó được nâng cấp đến 4 lõi, bao gồm là 4 level từ thấp đến cao, đến rất cao và đến cực cao. Thì với những cái lõi như này thì các bạn có thể tùy chỉnh nó bằng 5 cách, theo 5 cách bắn súng này, rồi là 6 sniper mode, là 6 cách ngắm cho game FPS, đồng thời là cũng có một nút để kết liễu kẻ địch trong những cái tựa game MMORPG. Và với tất cả những gì mà mình được biết về thông số kỹ thuật cũng như là những cái tính năng của chiếc chuột này qua phần mô tả bên ngoài vỏ hộp, thì mình thấy rằng là nếu là mình mà mình đang kẹt tiền chẳng hạn và vẫn muốn tìm kiếm một con chuột rất là ok, thì các anh em hãy có thể thử chiếc chuột J95 Bloody đến từ nhà A4 Tech này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bài review sau.